Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Hà Đông. Ngày hôm nay thì em sẽ xin gửi tới anh chị và các bạn ba căn nhà xây mới nằm tại khu vực Ngọc Trục ạ. Ba căn nhà này thì với diện tích của ba căn này thì là đều là 30 m². Mặt tiền của ba căn này thì hai căn này thì mặt tiền là 3 m9. Còn căn đối diện đây thì mặt tiền của nó rơi vào hơn 6 m. Anh chị và các bạn thích mặt tiền rộng thì mình lấy căn bên này. Còn căn bên này thì nhà nó vuông hơn, mặt tiền 3 m9. Hướng nhà thì hai căn dãy này là hướng Tây Nam ạ, còn căn đối diện đây là Đông Bắc. Đường trước nhà thì như anh chị và các bạn đã thấy này, đường này là đường đi chung thôi, nhưng mà tương đối là rộng, rơi vào khoảng tầm hơn 2 m. Đường thì đã được lát gạch đỏ rất là sạch sẽ. Không gian này thì mình có xe cộ về thì là mình không cần phải cho xe vào nhà. Toàn bộ xe này là mình để xe cộ là mình để trước cửa nhà mình luôn. Phía đầu ngoài kia là cửa ra vào là có cửa cổng khóa rồi. Ra đấy là đến nằm ngay gần đường ô tô rồi đấy ạ. Ba căn này thì diện tích là 30 m², thiết kế là 5 tầng. Chủ nhà thì đang nhờ em giao bán với giá là loanh quanh hơn 3 tỷ một chút thôi. Có thương lượng cho khách thiện chí và có hỗ trợ ngân hàng. Đây, em xin mời anh chị và các bạn theo em vào không gian phía tầng 1 đây. Cửa ra vào phía tầng 1 đây thì là bố trí được là cửa sắt, bên trong là cửa gỗ kính ạ. Nhà này thì nằm ngay gần trường trung học cơ sở Đại Mỗ, gần với cả trường mầm non. Nếu mà có con em đi học trường cấp 2, cấp 1 hay là mầm non thì cũng ngay gần nhà mình. Mình chỉ cần đi bộ di chuyển vài phút là ra tới nơi rồi. Đây là không gian của phía tầng 1 này. Mặt tiền nó rộng như thế này nên là bố trí nhà rất là hợp lý. Đây là kệ đẩy tivi. Phía đằng này thì mình có thể để một bộ sofa bàn trà. Nhìn cái khoảng cách của nó rất là thông thoáng. Nhà thì gia chủ vừa mới hoàn thiện xong, cho nên là về cơ bản thì đồ đạc vẫn chưa chuyển đi, nên em quay thì nó hơi bừa bộn, anh chị và các bạn thông cảm nhé. Đây ạ, cuối nhà thì gia chủ thiết kế là phòng bếp này, thiết kế tủ bếp. Tủ bếp thì cũng đầy đủ tủ rồi, có cả máy hút mùi. Ấy chờ đấy ạ, còn đây là nhà vệ sinh phía tầng 1 này. Từ tầng 2 trở lên thì gia chủ thiết kế là tầng 1 phòng, một nhà vệ sinh. Anh chị và các bạn theo em lên phía tầng 2 của căn nhà để tham quan ạ. Đây là phía tầng 2 của căn nhà. Phía tầng 2 của căn nhà đây thì thiết kế tầng 1 phòng thôi ạ. Nhà vệ sinh khép kín ở trong phòng. Đây ạ. Đây là không gian của phòng. Phòng thì gia chủ sàn toàn bộ là bằng sàn gỗ, màu cánh gián. Cửa ra vào thì là cửa gỗ đấy ạ. Cửa sổ trước nhà đây thì là mặt tiền rộng cho nên là cửa cũng rất là rộng. Toàn bộ rèm thì cũng đã được gia chủ mua đầy đủ rồi ạ. Đây, nhà vệ sinh khép kín trong phòng. Nhà này thì nằm ở khu vực của Đại Mỗ nhưng mà lại rất gần với cả ngã tư Vạn Phúc. Từ nhà mình đây mà di chuyển ra đường Vạn Phúc thì tương đối là gần. Nếu mà anh chị và các bạn mà làm việc ở trên khu Mỹ Đình thì mua nhà khu này thì rất là tiện. Anh chị và các bạn có quan tâm đến căn nhà này thì em xin mời anh chị và các bạn theo em lên các tầng tiếp theo để tham quan ạ. Là phía tầng 5 của căn nhà. Phía tầng 5 của căn nhà đây thì chủ nhà có thiết kế đoạn này thì mình có thể để thành một không gian thờ tự nhỏ nhỏ. Nếu như mà nhà có đông người ở, còn nếu không thì mình có thể để phòng thờ dưới tầng dưới. Còn đây là không gian của sân phơi. Sân phơi này thì rất là rộng. Xung quanh thì đã được lập tôn và rào sắt bảo hiểm xung quanh hết rồi. Anh chị và các bạn đứng trên phía tầng 5 này, nhìn xung quanh dân cư rất là đông. Hàng xóm khu vực này thì vô cùng là thân thiện.
với cái diện tích là 30m², thiết kế là 5 tầng, có 3 căn xây mới đấy ạ. Gia chủ thì đang nhờ em giao bán với giá là 3 tỷ 150 triệu, có thương lượng cho khách thiện chí và có hỗ trợ ngân hàng. Anh chị và các bạn có quan tâm đến nhà khu vực này thì liên hệ cho em theo số điện thoại trên màn hình để đi xem trực tiếp về căn nhà nhé. Ngoài mấy căn nhà xây mới đây thì khu vực này em còn rất nhiều các căn khác cũng như là đất khu vực này. Anh chị và các bạn có quan tâm khu này thì cứ liên hệ em sẽ gửi thông tin cho anh chị và các bạn tham khảo. Anh chị và các bạn có xem video em quay thì bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho em và xem những video mới nhất mà em đăng lên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.